Trung Quốc là quốc gia đông dân với dân số khoảng 1,4 tỷ người. Do định kiến trọng nam khinh nữ dẫn đến tỷ lệ mất cân bằng giới tính, hàng loạt nam giới đến tuổi trưởng thành không lấy được vợ. Gần đây, hình ảnh cô dâu chú rể tổ chức hôn lễ tại thôn quê nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Điều đặc biệt là cô dâu chú rể là anh em không có huyết thống trong một gia đình. Từ hình ảnh chúng ta có thể nhận thấy bối cảnh của hôn lễ diễn ra tại thôn quê. Cô dâu rất xinh đẹp và chú rể dường như rất cảm động, anh liên tục lấy tay lau nước mắt và mỉm cười hạnh phúc. Sau đó, cặp đôi đã trao nhau một cái ôm thắm thiết và nhận được tràng vỗ tay chúc phúc của mọi người. Hình ảnh này thoạt đầu nhìn giống như hôn lễ của những cặp đôi thông thường, nhưng đằng sau ẩn chứa một bí mật không nhiều người biết. Cặp đôi vốn là anh em trong một gia đình không chung dòng máu, người mẹ của chàng trai đã nhận cô gái làm con nuôi ngay từ nhỏ. Khi chàng trai đến tuổi trưởng thành không lấy được vợ, mẹ anh đã quyết định chọn nàng dâu là con gái nuôi của bà và hai người có thể nên duyên vợ chồng mà không có bất cứ ràng buộc nào liên quan đến pháp lý. Sau khi hình ảnh của cặp đôi được chia sẻ, dân mạng gọi đây là phong tục nuôi vợ từ bé, bắt nguồn từ văn hóa lâu đời của Trung Quốc. Thời xa xưa, những bé gái chưa đến tuổi vị thành niên sẽ được nhận nuôi hoặc bán đến những gia đình khác. Sau khi bé gái trưởng thành, sẽ cùng với con trai của gia đình nhận nuôi nên duyên vợ chồng. Nhiều dân mạng cho rằng phong tục này thật kỳ quặc và khó có thể hình dung trong thời đại ngày nay. Họ hoài nghi liệu cô gái tình nguyện hay là bị cha mẹ nuôi ép buộc cưới anh trai không có huyết thống với mình. Mặc dù không dính dáng đến pháp luật hay trái với luân thường đạo lý, nhưng tôi cảm thấy chuyện kết hôn này thật sự kỳ quặc, một dân mạng cho hay.